75 triệu sẽ là cái vốn ngày hôm nay mình chiến đấu với anh em ở trên con game thiên đường mà chơi anh em sẽ cùng đón chờ với mình xem với 75 triệu này mình sẽ làm thế nào để có thể kiếm được rất là nhiều lãi từ con game này nhá Ok hello và xin chào toàn thể tất cả anh em đã trở lại với channel của mình mình là nam tài xỉu đây hôm nay thì mình sẽ tập trung chủ yếu với anh em về con tài xỉu MD5 bà đỏ đây cũng là một trong những con game mà mình rất là yêu thích với những cái mẹo cơ bản mà mình đã từng chia sẻ cho anh em ở trên kênh của mình trên cả channel của mình và trên cái cộng đồng Telegram mà anh em mình đã gọi là hoạt động trong bấy lâu nay. Thì anh em sẽ cùng xem mình xem là hôm nay với cái vốn như thế này thì làm như thế nào thì nó sẽ có thể là được à một chút lãi lợi nhuận nha anh em mình. Đầu tiên thì mình sẽ hướng đến cho anh em về những cái thế cầu gọi là đánh xoay quanh về những cái dãy số đây 5 Là một cái thứ hai là mình sẽ đánh thể là một tay to và những tay sau mình đánh nó trồng lãi. Và mình sẽ phải phân tích ở những cái cây trước của nó là mình đã đánh cầu như thế nào và đi cầu như thế nào đó là mình mới đỡ đầu là lên cho anh em bởi vì thúc đẩy tự nhiên mà nó sẽ có những cái, uh, cái 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 cái, mẹo để anh em có thể là vào một phát là ăn được luôn chơi được luôn đấy nó rất là căng thẳng ví dụ như thế như này đi anh em mình làm 15 13 và 12 khả năng cao nó sẽ tăng cầu ở cầu trừ hai đúng không thì cây này ví dụ cái cây này nhá thì mình sẽ phải đánh tính là mình sẽ đánh có vẻ là bởi cây cái, cái tài mình sẽ test được một cây nhá cái này không cần to được anh em ạ đây mình sẽ bốn này bảy một hai bốn sáu nào 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đây Quá căng luôn Đây, mình sẽ xem thử xem nó như thế nào ạ ừ, Một tay, hai tay đầu tiên thì nó có thể là Chưa thật sự là ngon nhưng mà nó vẫn sẽ ổn định anh em ạ búng, búng chưa Búng chưa Búng chưa, búng chưa, búng chưa, búng chưa Búng chưa Đấy Căng chưa, căng chưa Ừ. căng chưa ai à, một tay mà về lãi rồi nha anh em à, phân tích đến cho anh em à, một cái nữa này kép 15 cộng 15 15 cộng 15 là cách là 3 điểm 3 điểm nó sẽ là trong các bạn đi giữa này khả năng cao anh em tính nha sẽ có con 11 ở quanh đây bao nhiêu con rồi nếu cho nó trên ba thì mình sẽ đánh à, tài tiếp còn là dưới ba thì mình sẽ bỏ lại một này hai ba 4 này, 5 cái rồi, cũng là số 5 này. Mình sẽ đánh nhá, khép các bạn về năm cây tài của anh em nhá. 9 điểm triệu này, đây. 6 triệu, lại mình đánh 6 triệu thôi, không cần phải nhiều. Nhưng nó sẽ ổn định với anh em mình. Được chưa? Chậm mà chắc. Ui, đây rồi, bị cái cánh cái cánh cái cánh cái cánh cái cánh. cái cái cánh tay cái cánh, không sao không sao không sao. Không sao không sao không sao. Không sao không sao. <laughs> ờ, cái 8 này. 8 này, 8 nhà Giam nha thì cái này sẽ cầu 42 nha. Thế là đây bị sách 10 triệu luôn, này cái to luôn anh em ạ, 13 triệu. 250 225 1 2 3 4 5 đây. Đây để cho 60 này. Cứ lời có lãi có lãi là đẹp quá trời vời luôn anh em ạ. Ôi giời ơi. 12 giây. 12 giây, 12 giây. 6 5 4 3 2 1. Let's câu 6 rồi thôi tạch rồi. Nhìn thấy con 6 là người biết là tạch rồi anh em ạ cầu không về theo đúng cái cầu mình khuân mình đọc được Thế mình sẽ mình phải, phải bỏ một tay ra thì mình đợi soi cái sau và mình sẽ đánh một tay lớn đấy, bảy vốn lớn thì nó đánh phải làm sao cho nó hợp lý đấy, kiểu, kiểu thế là mình cũng mong rằng là nó sẽ ổn định với tất cả mọi người không ít thì nhiều hơi gắt hơi gắt tí bỏ tay này cái này mình đang sợ là cái giá ra xỉu xỉu thì cầu là tại sao mình vẫn đánh xỉu luôn còn cái này ra tài thì tay sao mình vẫn đánh xỉu được Ờ nó có hai phân tích là sẽ nó có thể là cầu là bốn một một bốn và là bốn một hai ba đấy, đấy khác có mỗi chơi thôi để đánh ra sao cho hợp lý anh vô năm bốn ba hai một tôi bình tĩnh nào à bốn hai ba rồi giờ cây này phân tích cho chuẩn của nó thì nó sẽ không phải là vừa đủ đẹp đâu mình ạ rồi thấy sao đánh hai chục luôn hai chục luôn nghe anh nghĩ là tám chục bây giờ mình có mình có lãi lãi lớn mình có thể off được mình có thể off được thể được mà mình có thể off được, mình không thể không đánh tiếp được cũng được Lại to mình mà chân trọng Nhưng mà chắc mình tay phải ăn thì mình mới được mình này mình phải ăn thì mình 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 Nào, được chưa được chưa ha. hợp lý Đó là bảy mươi bốn giờ đúng không mấy nay mình vẫn nào lời được có năm triệu thôi chưa cao chưa cao à bây giờ mình sẽ đánh thêm một cây nữa là bây giờ bốn mươi ba nhưng mình đã phân tích đúng không cái năm này mình sẽ đánh thêm một cây uh, uh, xỉu nữa à, mình uh, có tay kết của mình luôn 1 2 3 4 đấy 14 triệu và đây sẽ tay cuối của mình nha mong nó sẽ ổn định và à, uh, lụng được cái này đấy ok chưa à, uh. uh, em bình tĩnh nhá đợi chờ đây. Mở. Trời ơi, chất lượng chưa? Ờ oh, yeah, lại to rồi anh em ạ. Bye bye anh em. hẹn mọi người vào clip theo. Bye bye.